Hello mọi người, lại ở Ti đây. Hôm nay Ti có định makeup cho cô dâu Bình Dương cho nên mọi người theo chân Ti nha. Và đây là cô dâu xinh đẹp của Ti ngày hôm nay. Cô dâu này mọi người thấy quen phải không? Tại vì hồi trước là cô dâu có đặt Ti trong một lễ trước đó rồi. Lễ trước là lễ đón dâu cho nên là Ti làm rất là nhẹ theo yêu cầu cô dâu. Còn bữa nay đại tiệc ở nhà hàng á cho nên là Ti có tư vấn cô dâu làm đậm đậm một tí. Trời, phải công nhận bà dâu này có mi với lại mày đẹp dã man mọi người. Cho cả nhà xin vía cái nha cô dâu ơi. Nó dài, nó dày, nó đều, còn mi thì cong vút rồi mọi người. Cho khác mọi ngày một tí thì bữa nay Ti sẽ đánh mắt trước. Tông mắt Ti chọn cô dâu hôm nay là tông cam cháy và tông makeup hôm nay Ti chọn cô dâu sẽ hơi hướng Thái Lan. Ti dùng màu nâu đất, Ti nhấn đậm ở phần đuôi thì chắc chắn mọi người luôn là cô dâu này rất là hợp tông Thái, tại vì nhìn mặt bả không mấy cứt cũng rất là giống người Thái rồi mọi người. Thì đến Ti dùng một màu nhũ vàng đồng, Ti cho vùng trung tâm mắt đè thêm một lớp nữa ngay vùng giữa mắt để cho nó sáng hơn. Khoe mọi người mới làm bộ móng nè, để cho đôi mắt thật là to tròn với lại sâu hơn thì Ti sẽ kích mí nhẹ cho cô dâu, cho hai phần mí nó to rõ và đều hơn. Eyeliner hôm nay Ti sẽ dùng màu đen, kẻ một đường thật là mạnh ôm sát chân mi, sau đó dùng thêm một lớp phấn đen tan nhẹ ra. Nền hôm nay thì Ti sẽ đánh tiệp với lại tông da cô dâu luôn. Mọi người thấy cái phần mi á là nãy Ti gắn có một cặp rất là mỏng rồi đó, còn lại là do mi thật của bả đó mọi người. Cong đến nỗi mà Ti không cần bấm luôn á. Xong phần nền rồi thì Ti sẽ qua che những cái khuyết điểm nè, làm đều những vùng da không đều màu, như là lấy lại vùng sáng cho da. Lớp nền đều màu rồi thì Ti sẽ set lại bằng một lớp phấn phủ. Loại phấn phủ Ti hay dùng cho cô dâu thì nó sẽ hơi ánh nhũ nhẹ để lên sân khấu nó bắt đèn hơn mọi người. Cho đến là Ti off camera Ti vẽ cho cô dâu cặp lông mày. Do làm mắt khá là đậm và sắc á cho nên là lông mày Ti sẽ chọn cách là Ti làm nhạt lại mà vẫn giữ lại cái nét đặc trưng riêng của phong cách Thái Lan, đó là chân mày rõ sợi. Cái đó là Ti tạo khối nè, cũng như là làm đầy gương mặt cho cô dâu lại, tại vì mặt cô dâu khá là hot. Thêm một ít sống mũi cho mũi thon gọn hơn nè. Má hồng thì Ti sẽ tan gian, đó là Ti đèn cái đường tạo khối luôn và tan dáng ngang. Cái này giúp gương mặt trở nên đầy đặn hơn. Rồi sau đó là bước tạo độ căng bóng cho da. Và mọi người lưu ý giúp Ti đó là cái bước này mọi người tan nhẹ với lại đừng có tham quá nha. Xương xương vừa đủ thôi mọi người. Tông son thì đầu tiên là Ti dùng một màu cam nude, Ti tan toàn bộ môi là màu nền. Cái môi và dâu dán ra trái tim luôn mọi người. Ti xác nhận mọi người là môi thật không tim gì luôn nha. Sau đó Ti dùng màu cam cháy, Ti nhấn ở cái phần lòng môi. Rồi xong bây giờ Ti sẽ di chuyển qua Ti làm cái phần mắt còn lại. Cái này Ti thấy thiếu cho nên Ti thêm vô nè mọi người. Chứ tông Thái thường thì họ sẽ không thích vẽ cái bọng mắt. Còn riêng Ti thì thấy là có bọng mắt cười vào cô dâu nhìn sẽ tươi hơn. Mắt to mà rất là tự nhiên nữa. Cuối cùng khóa lại toàn bộ lại makeup bằng setting spray. Kế bên thì các bạn chuyên viên đang làm cho mẹ cô dâu và người nhà. Là ok, sau tầm 2 tiếng makeup làm tóc thì bây giờ mọi người cùng Ti nhìn là thành quả nha. Bữa nay dụ bà dâu này biến hình nè mọi người. Và ta da, đây là tổng thể phần lột xác cho cô dâu của Ti ngày hôm nay. Tông chuẩn Thái cho nhìn cô dâu không khác nào người Thái mọi người. Bà hợp với tông makeup này dã man luôn á. Nét nào ra nét đó được tôn lên rõ luôn á. Cái này là Ti quay ngoài trời, còn bây giờ Ti quay bên trong cho mọi người thấy cận hơn nha. Cái này là lớp nền thực tế bên ngoài luôn nè mọi người. Còn phần tóc thì chọn cho cô dâu đó là tóc sống nước lơi, kiểu nó sẽ gần nhã ra mọi người. Tóc này thì thường được cô dâu Hàn Quốc rất là ưa chuộng luôn. Bên Hàn Quốc thì họ thích những cái gì mà nó tự nhiên nhất á, chứ họ sẽ không thích những cái tóc giống như là sống nước bên mình mọi người, giống như là sống nào ra sống đó. Đặc biệt là phải có độ bồng bềnh và không có bị cứng keo. Rồi khúc này là ra Ti check lại cho cô dâu trước khi cô dâu đón khách. Rồi thôi bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye. Chào mọi người, cái này cô dâu xinh đẹp của Ti ơi.